Một nụ cười luôn hé, tắt mái xuống xanh. Còn em vẫn đang ngơ, đang ngẩn ngơ, đang thờ. Không hiểu mình làm gì mà lại bị bắt. Đứng giữa ngã tư cơ mà tại sao bắt riêng em? Em bị oan, không phải em. Sao lại đen như thế? Đang đi một mình, đang ăn bìa thôi. Nhưng sao anh cứ nghĩ, cứ lo rằng em là một thằng tội phạm như thế? Xin anh lần này, tu sẽ thì em biết nói sao với lại bố mẹ bây giờ. Vậy thì chạy đi công an kia, công an kia, có chốt em đi. Công an kia, công an kia, quay đầu em đi. Công an kia, công an kia, có chốt em đi. Công an kia, công an kia, chốt ngay bên đường. Em xin anh, xin anh, hãy tha cho em lần này. Em xin anh, xin anh, xin anh, hãy tha cho em lần này. Em xin anh, xin anh, xin anh, hãy tha cho em lần này. Em xin anh, xin anh, xin anh, hãy tha cho em lần này. Em xin anh. Em nhiều lòng tay cho mày lên cùng bây giờ. Không trình bày gì hết. Nộp giấy tờ đi em. Hôm nay anh rất thích, rất vui lòng em. Tự nhiên đập lửa bọc đầu canh trốn. Chỉ có mấy trăm thôi mà em, nên em hãy gọi bố mẹ em đến đút cho anh xin đôi tờ phong bì. Ok. Không thì mày chết. Nghe chưa? Tội này nặng lắm. Mày hết chưa? Ít nhất là vài năm. Không thì lên số 7 ăn vài đấm. Đừng để cho anh phải nặng tay. Nhìn kìa mấy thằng chạy ăn rồi cùi bay. Khuyến mãi tới đắp giữa các lồng mày. Mồm mũi nhiều máu nên thi nhau chảy. Công an kìa, có chỗ em đi. Công an kìa, công an kìa, quay đầu em đi. Công an kìa, có chốt em ơi. Công an kìa, chốt ngay bên đường. Em xin anh, xin anh, hãy tha cho em lần này. Em xin anh, xin anh, hãy tha cho em lần này. Em xin anh, xin anh, hãy tha cho em lần này. Em xin anh, hãy tha cho em lần này. Em xin anh. Ngoài kia đôi lứa đang đi ăn việc, không có ai để ý em. Ngồi đây vì bắt em đang giật cuộn, gọi bố mẹ đến đón thôi. Cầu cho vì bắt nhưng không lên phường, không có ai để cứu em. Thì ra hạnh phúc ngay bây giờ em tìm đó là được về với mẹ. Không chạy mẹ đi hết. Em mẹ, em cứu con mẹ ơi. Em mẹ, em mẹ, nộp tiền rồi về nhé. Vì giờ anh cũng đang phải bắt mấy thằng. Nhưng anh ơi em xin lỗi, em không có tiền cho em về nhé. Rồi thì em sẽ quay về đi. Em cầm dây với tiền giúp em lần cuối thôi. Em chưa rồi. Thì cái đấy thôi nhá.